ngày 23 tháng 9, Thánh Bartholomew thành Pietrelcina, sinh năm 1887, mất năm 1968. Thánh Bartholomew tên thật là Francesco Foggione, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 tại Pietrelcina, Benevento, miền Nam nước Ý Đại Lợi, trong một gia đình nông dân. Đã hai lần cha của Francesco phải xa nhà đi làm việc ở Jamaica nhũ ước để nuôi gia đình. Khi được 15 tuổi, Francesco gia nhập dòng Capuchin và lấy tên Pio. Ngài được tự phong linh mục năm 1910 và bị động viên trong Thế chiến thứ nhất. Sau khi bác sĩ thấy ngài bị ho lao, họ đã cho ngài giải ngũ. Vào năm 1917, ngài được bài sai đến làm việc ở tu viện San Giovanni Rotondo, cách thành phố Paris 75 dặm. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1918, trong lúc cầu nguyện cảm tạ sau thánh lễ, cha Pio được nhìn thấy Chúa Giêsu. Khi thị kiến ấy chấm dứt, ngài được in các dấu thánh ở tay, chân và cạnh sườn. Sau biến cố ấy, cuộc đời ngài phức tạp hơn. Các bác sĩ y khoa, các giới chức của giáo hội và những người tò mò đến xem cha Pio. Trong năm 1924 và một lần nữa vào năm 1931, vấn đề dấu thánh được đặt ra. Cha Pio không được phép cử hành thánh lễ nơi công cộng hay được giải tội. Ngài không than trách về sự cấm cách này mà sau đó đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, sau năm 1924, ngài không còn viết gì thêm nữa. Những tư liệu của ngài về sự thống khổ của Chúa Giêsu đều được viết trước năm 1924. Sau khi được in dấu thánh, cha Pio ít khi rời tu viện, nhưng biết bao người đã đến thăm ngài. Mỗi buổi sáng, sau thánh lễ 5 giờ đầy nghẹt người, ngài nghe xưng tội cho đến trưa. Ngài dùng thời gian nghỉ trưa để chúc lành cho người đau yếu và tất cả những ai đến gặp ngài. Sau đó, ngài lại tiếp tục giải tội. Vào lúc ấy, việc giải tội của ngài thường kéo dài 10 tiếng một ngày. Người muốn xưng tội phải lý số chờ đợi. Nhiều người nói rằng cha Pio biết rõ các chi tiết cuộc đời của họ mà chưa bao giờ họ tiết lộ. Cha Pio nhìn thấy Chúa Giêsu trong tất cả sự bệnh hoạn và đau khổ. Theo sự đốc thúc của ngài, một bệnh viện xinh xắn được xây trên rặng Gargano gần đó. Ý tưởng xây cất bệnh viện được phát khởi năm 1940. Một ủy ban gây quỹ được thành lập. Năm 1946, lễ vỡ đất được bắt đầu. Việc xây cất bệnh viện rất khó khăn về kỹ thuật vì khó kiếm được nước và phương tiện chuyên chở vật liệu xây cất. Sau cùng, nhà chữa trị người đau khổ được hình thành với 350 giường bệnh. Nhiều người tin rằng họ được chữa lành qua sự can thiệp của cha Pio. Những ai được dự thánh lễ của ngài đều cảm thấy sốt sắng, còn những người tò mò thì rất xúc động. Như thánh Francisco, đôi khi áo dầm của cha Pio cũng bị người ta cắt xén để làm kỷ niệm. Một trong những sự đau khổ của cha Pio là vài lần những người thiếu đạo đức rêu rao những điều tiên tri mà họ gán cho là của ngài. Ngài không bao giờ nói tiên tri về các biến cố trên thế giới và không bao giờ cho ý kiến về các vấn đề mà ngài cảm thấy thuộc về sự quyết định của các giới chức trong giáo hội. Cha Pio qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968. 29 năm sau, các nhân đức và sự thánh thiện của đấng đáng kính Pio được giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị công nhận ngày 18 tháng 12 năm 1997. Và 2 năm sau, Đức Thánh Cha đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1999. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã công nhận một phép lạ chữa lành chứng xương màng ốc của bé Matteo Pio Colella, 7 tuổi, con trai của một bác sĩ làm việc cho nhà chữa trị cho người đau khổ tại bệnh viện ở San Giovanni Rotondo do sự cầu bầu của chân phước Pio ngày 20 tháng 12 năm 2001. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng chân phước Pio ở Pietrelcina lên hàng hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002
tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Lời bàn hơn bất cứ ai khác, có lẽ người Hoa Kỳ ngày nay rất thích những cuốn sách chỉ dẫn cùng những chương trình truyền thanh, các bài báo có tính cách chỉ bảo. Chúng ta say mê với tiến bộ kỹ thuật và không ngừng tìm kiếm các lối tắt để tiết kiệm thời giờ và sức lực. Nhưng như Thánh Francisco và Cha Pio biết rất rõ, không có con đường nào ngắn hơn khi sống theo phúc âm. Không có cách nào tránh được những giáo huấn khó khăn của Chúa Giêsu. Rao giảng về Kitô giáo mà không có sự hy sinh cá nhân, không có thập giá, thì cũng không khác gì người mãi võ sơn đông quảng cáo bán thuốc trị bá bệnh. Cha Pio coi sự đau khổ của Ngài như đáp ứng với lời kêu gọi sống phúc âm. Lời trích: cuộc đời Kitô hữu không gì khác hơn là cuộc chiến đấu dai dẳng với chính mình. Không có sự thăng hoa của linh hồn để đạt đến sự tuyệt hảo mỹ miều nếu không phải trả giá sự đau khổ. Lời của Cha Pio. We are actually right now inside the crypt of San Giovanni Rotondo. As you can see behind me, there are hundreds of pilgrims from around the world who have come here to see the uncorrupted body of Saint Padre Pio. So we want to invite all of you to come here to join me in this very sacred and holy place.